Chào anh chị, đây là kênh YouTube chính thức của Goro Việt Nam. Chắc hẳn là anh chị đã biết rất nhiều về các cái sản phẩm bơm hóa chất của Goro đúng không ạ? Hôm nay em Sơn xin phép là giới thiệu đến quý anh chị về sản phẩm bơm màng nhẹ ứng dụng trong lĩnh vực là bơm hóa chất hóa mỹ phẩm. Anh chị hãy bớt chút thời gian theo dõi video này anh chị nhé. Trong ngành hóa mỹ phẩm, bơm màng được ứng dụng trong vai trò là bơm hóa chất slat. Lát anh chị có thể là cân nhắc tham khảo đối với vật liệu vỏ nhựa PP, màng thép phần lông hoặc là vật liệu inox giúp em, bởi vì tính năng là chống ăn mòn cực kỳ là tốt. Đối với chất liệu nhựa PP, màng thép phần lông hoàn toàn có thể đáp ứng được trong mọi môi trường hóa chất và chống ăn mòn cực kỳ cao, nhiệt độ làm việc lên đến 70 độ anh chị nhé. Anh chị có thể hoàn toàn tin tưởng và cân nhắc sử dụng sản phẩm nhựa PP với giải lưu lượng từ 1 cho đến 62 mét khối trên 1 giờ, cổng kích thước hút xả là từ 1/2 inch cho đến 5 inch, bên em hoàn toàn có thể cung cấp và đáp ứng được cho mọi vị trí lắp đặt. Bơm màng Goro trong sản xuất hóa mỹ phẩm có thể để bơm được đa dạng các loại chất như là độ nhớt cao, độ đậm đặc, độ sệt hoặc nhiệt độ cao, thậm chí bơm chất lỏng có lớp hạt rắn mà không hề bị gây tắc nghẽn như là slat, lát, hóa mỹ phẩm, thành phẩm, nước rửa chén. Với những ưu điểm của bơm màng đem lại trong ngành sản xuất hóa mỹ phẩm như là an toàn chống cháy nổ, bơm tự hút tự mồi, tiếp theo là bơm các loại hóa chất axit có độ ăn mòn cực kỳ cao và bơm có hệ thống khép kín nên là tránh việc tình trạng bị rò rỉ và bay hơi. Anh chị hoàn toàn có thể là cân nhắc và tham khảo các cái sản phẩm bơm màng của thương hiệu Goro. Ngoài những ưu điểm kể trên, công ty Goro còn có các giấy chứng nhận về phòng chống cháy nổ ATEX, giấy chứng nhận về tiêu chuẩn CE cung cấp cho thị trường châu Âu, giấy chứng nhận về chất lượng ISO 9001 và rất nhiều các loại giấy chứng nhận khác, nên là anh chị hoàn toàn có thể tin tưởng và sử dụng sản phẩm bơm màng Goro. Ngoài bơm hóa chất slat, bơm màng còn bơm các loại dung dịch hóa mỹ phẩm thành phẩm và kết nối với hệ thống máy chiết, máy đóng gói, một ưu điểm khá là tự động hóa và tuyệt vời của sản phẩm bơm màng hình ảnh Goro. Nhưng lưu ý khi sử dụng bơm màng trong hệ thống sản xuất hóa chất hóa mỹ phẩm, trước tiên anh chị cần kiểm tra nguồn khí nén có đáp ứng được nhu cầu của bơm màng không, kiểm tra được dây hơi có bị rò rỉ hơi hay không. Anh chị lắp thêm một bộ van điều áp để mình điều chỉnh áp suất tăng dần đều và giảm dần đều từ 2 đến 7 bar giúp em, và hệ thống lọc hơi nước của máy nén khí, cốc lọc dầu để cung cấp hệ thống dầu vào trong bộ piston làm cho bơm về bảo dưỡng hơn. Đầu hút của bơm màng thì anh chị nên lắp theo tiêu chuẩn của bơm cho phép, không nên lắp nhỏ quá để tránh ảnh hưởng đến các bộ phận ở bên trong. Nhưng lưu ý sử dụng bơm màng điện trong sản xuất hóa mỹ phẩm, anh chị nên dùng nguồn điện 380V thay vì nguồn điện 220V kèm theo biến tần, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến động cơ. Đầu hút của bơm anh chị nên lắp theo tiêu chuẩn của bơm cho phép, mình không nên lắp nhỏ quá để ảnh hưởng đến lưu lượng cũng như là ảnh hưởng đến màng bơm. Đầu ra của bơm thì anh chị nên lắp một đồng hồ đo áp suất dòng chảy. Về hạt rắn không qua cho phép, anh chị cũng lưu ý giúp em. Tiếp theo mình lắp đặt máy bơm cố định, tránh tình trạng bị nghiêng sẽ làm cho không hút được. Về lưu ý về bảo dưỡng, anh chị thường xuyên tra mỡ giúp em ở bộ phận có phần tra mỡ. Trên đây là những thông tin chia sẻ hữu ích liên quan đến bơm màng trong hệ thống sản xuất hóa chất hóa mỹ phẩm của thương hiệu Goro, hàng luôn có sẵn tại kho Hà Nội và Hồ Chí Minh. Anh chị có nhu cầu quan tâm sản phẩm và dịch vụ bên em thì để lại thông tin ở phần phía dưới. Nếu video trên hay, anh chị cho em xin một like, một subscribe nhé. Em cảm ơn ạ.